Ngày hôm nay 23 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong xảy ra trên địa bàn. Theo kết quả điều tra, khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, ông IMN, 35 tuổi, quê Đồng Nai, lái xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Camry biển kiểm soát 51A90746, chở theo ông NHT, 35 tuổi, cùng quê Đồng Nai, đi trên đường 765 hướng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đi huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Khi đến khu vực xã Bình Trung, huyện Châu Đức, chiếc xe ô tô bị mất lái lao sang hướng ngược lại, đâm thẳng vào cổng sắt của một nhà dân bên đường. Cú tông mạnh khiến ông N và ông T mắc kẹt bên trong, tử vong tại chỗ. Người dân nghe tiếng động lớn đã chạy lại kiểm tra, tuy nhiên hai người đàn ông trên xe đã tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe biến dạng, vỡ nát phần đầu, bung túi khí. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.